Sáng ngày 31 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Phú Lương, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông thành phố Hà Nội đã khen thưởng đột xuất anh Lê Văn Bằng, sinh năm 1985, quê tại Điện Biên. Như đã đưa tin, vụ cháy xảy ra lúc 5 giờ 33 phút ngày 30 tháng 5 tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ có địa chỉ tại số 7 tổ 1 phố Ba La, phường Phú Lương, ngôi nhà cao 3 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 30m2. Thời điểm xảy ra cháy có 9 người bên trong. Phát hiện đám cháy không quản hiểm nguy, anh làng Văn Bằng đã leo lên tầng 3 của ngôi nhà, đập con tiện xi măng ở ban công và giải cứu hai người đang mắc kẹt bên trong. Tại buổi lễ khen thưởng, đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, trường Công an quận Hà Đông đánh giá anh làng Văn Bằng đã không màng hiểm nguy lao vào đám cháy để cứu người, để lại những hình ảnh rất đẹp trong lòng người dân. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền phát biểu sau khi được tuyên truyền nhắc nhở từ công an quận, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ đã tự giác cắt lồng sắt ở ban công, mở lối thoát nạn bên trong vụ cháy. đã có bốn người tự thoát ra được bên ngoài. Khi xảy ra sự việc, anh Lê Văn Bằng phát huy tinh thần cứu người là trên hết và đã cứu được nạn nhân. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được ba người khác. Cũng trong buổi lễ, Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương đã tặng giấy khen cho anh làng Văn Bằng vì hành động dũng cảm cứu người trong đám cháy. Phát biểu tại buổi khen thưởng, anh làng Văn Bằng cho biết anh từ quê hương Điện Biên về Hà Nội làm ăn được 10 năm, lúc nào cũng tâm niệm, đã làm việc tốt thì khó đến đâu cũng phải cố. Anh Lèng Văn Bằng nói tôi gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, bà con nhân dân đã khen thưởng tôi. Bản thân tôi khi lao vào đám cháy cứu hai bạn trẻ kia chỉ với suy nghĩ là cứu người là trên hết. Ông Nhân, 85 tuổi, sống gần hiện trường cho biết lúc cháy nhà trọ số 7 tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, có một nam thanh niên mặc áo trắng lao vào cứu các nạn nhân bị mắc kẹt. Là một trong những người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy nhà trọ, có địa chỉ số 7 tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội, ông Nguyễn Anh Nhân, 85 tuổi, sống gần hiện trường vụ cháy cho biết bản thân đang ở trong nhà thì nghe thấy tiếng chi hô của các nạn nhân mắc kẹt. Ông Nhân kể lại, lúc đó khói đen cuồn cuộn bốc ra từ căn nhà cháy. Tôi thấy hai nạn nhân nữ ôm theo chăn ra đứng ở ban công tầng 3 chi hồ. Họ gọi to lắm, ông ơi cứu cháu. Trước tình huống nguy cấp, ông Nhân nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cứu hỏa và chạy ra chi hô mọi người ứng cứu. Ông Nhân nói khi lực lượng cứu hỏa đang đến, có một nam thanh niên mặc áo trắng nhanh chóng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài một người phụ nữ thuê trọ cạnh ngôi nhà bị cháy vẫn chưa hết hoảng hốt kể lại lúc đó chị vừa chi hô mọi người tìm cách giúp đỡ người còn mắc kẹt trong nhà cháy vừa sơ tán hai con nhỏ đi nơi khác người phụ nữ kể tôi hoảng hốt gọi hai con nhỏ dậy và đưa ra ngoài đồng thời lấy thang ở bên trong nhà để đưa cho mọi người leo lên cứu người mắc kẹt người phụ nữ này cũng cho biết mọi việc lúc đó diễn ra rất nhanh có một nam thanh niên mặc áo trắng bỏ xe máy ở đầu ngõ và chạy vào cứu các nạn nhân Người phụ nữ kể lại, cậu thanh niên này leo lên mái tôn của nhà số 9, dùng gạch đập vỡ con tiện xi măng ở ban công tầng 3 và cứu hai bạn nữ ra ngoài. Tôi thấy anh ấy leo lên ba lần, một lần đưa bạn nữ áo đen mắc kẹt trên tầng xuống, lần nữa thì cõng bạn nữ mặc áo trắng. Cũng theo người này, sau khi cứu các nạn nhân thì người thanh niên bị bỏng hai tay, đã rời đi ngay. Người phụ nữ nói, những người trong ngõ không biết thanh niên này sống ở đâu, chỉ biết cậu ấy đang trên đường đi làm thì phát hiện sự việc nên dừng lại, chúng tôi rất khâm phục hành động dũng cảm của thanh niên này. Theo đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông, công an thành phố Hà Nội, hồi 5 giờ 33 phút ngày 30 tháng 5, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà số 7 tổ 1, Ba La Hà Đông. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy của Công an quận Hà Đông và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức chữa cháy, tiếp cận giải cứu các nạn nhân mắc kẹt từ mái của nhà xóm. Sau 3 phút, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông thông tin, người dân đã cứu được hai nạn nhân. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cứu được ba người mắc kẹt, bốn người khác tự thoát ra ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp sang nhà bên cạnh. Cảnh sát xác định vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Diện tích cháy khoảng 20 m2 tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà, đây là nhà dân kết hợp kinh doanh cho thuê trọ. Nguyên nhân vụ cháy đang được công an quận Hà Đông điều tra làm rõ vẫn mặc nguyên bộ quần áo lấm lem muội than. Anh Lẻng Văn Bằng, 39 tuổi, quê ở Điện Biên, người leo tường cứu hai nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy nhà trọ tại quận Hà Đông, Hà Nội, vừa kết thúc công việc của mình, tranh thủ giờ nghỉ trưa để gặp phóng viên. Anh Bằng cho biết, khoảng 5 giờ 30 sáng 30 tháng 5, anh điều khiển xe máy đi đến cơ quan tại đường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi đến chợ xóm, anh dừng lại để mua đồ thì phát hiện khói đen bốc nghi ngút nên nhanh chóng phóng xe tới gần hiện trường vụ cháy. Anh Bằng nói, khi đến nơi, tôi thấy lửa cháy to ở tầng 1, khói đen bốc nghi ngút lên tầng 2, tầng 3 của căn nhà. Tôi chạy lại gần thì phát hiện hai cánh tay thỏ ra và kêu cứu. Anh Bằng chia sẻ, lúc đó mọi người đứng theo dõi đông nhưng hoảng hốt, không ai dám trèo lên giải cứu nạn nhân. Thấy vậy, anh đã bám vào tường rồi leo lên mái tôn của nhà hàng xóm. Anh Bằng kể, tôi nhìn không thấy lối thoát hiểm nên ngay khi leo lên, tôi đã cầm theo một hòn gạch để đập con tiện xi măng của ban công, cứu người mắc kẹt. Theo anh Bằng, khi anh bám dây chống xét của căn nhà leo lên, thì sức nóng của vụ cháy và tiếng nổ ở tầng 1 làm cho giật mình, tuột tay. Tay anh Bằng có hai vết bỏng, nhưng khi đó anh không hề để tâm hay biết. Anh Bằng nói, hai bạn nữ mắc kẹt trên ban công đã bắt đầu ngã quỵ xuống sàn nhà. Lúc đó khói đen đặc quá, tôi không nhìn thấy gì cả, tôi phải thỏ tay ra mò mò. Thấy hai nạn nhân hoảng loạn, mất bình tĩnh, anh Bằng đã phải cõng từng người xuống mái tôn của nhà hàng xóm để thoát nạn. Bạn nữ mặc áo đen còn tỉnh táo nên hợp tác tốt với anh. Còn bạn nữ mặc áo trắng đã có dấu hiệu lịm đi nên anh khá vất vả để cõng xuống. Anh Bằng nói, tôi không kịp nói chuyện gì với hai bạn này, chỉ kịp hỏi còn ai mắc kẹt bên trong nhà không. Lúc đó cảm xúc của tôi vỡ hòa, tôi rất vui vì đã cứu được người mắc kẹt. Nhớ lại khoảnh khắc nguy hiểm của vụ cháy, anh bằng chia sẻ: "Tôi suy nghĩ, đời người không dài cũng không ngắn, nhưng làm việc tốt và cứu người thì khó thế nào cũng phải làm." Anh bằng cho biết thêm, do bản thân từng được học kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi còn làm ở công ty bảo vệ nên anh nắm được những quy tắc an toàn khi cứu nạn trong đám cháy. Người đàn ông người dân tộc Thái luôn cười hiền hòa khi kể lại câu chuyện, anh nói mình không phải người hùng, ai cũng sẽ làm như vậy khi thấy người mắc kẹt thôi. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, vào 5 giờ 33 phút ngày 30 tháng 5, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy tại nhà ở kết hợp cho thuê trọ tại địa chỉ số 7, tổ 1, phố Ba La, phường Phú Lương, quận Hà Đông. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động 4 xe cứu hỏa của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hà Đông, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực 4, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội. Đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường có 9 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và người dân nhanh chóng giải cứu được 5 người, 4 người khác tự thoát ra bên ngoài.